Có má nè, chị Chi. Giỡn lại đó đúng. Đâu nè. Chị Nga. Chết mê, chết mê. Chị Nhấm Nguyên. Mẹ, trong chuyện là gọi với mẹ. Nay bác Hạnh để lẩu cua đồng nè, bò nhúng giấm, bò giấm sủ. Bò giấm sủ là gì? Bò giấm sủ. Nè chị Xíu, chị Hà, chị Hiền, bác Tiến đang tập trung tư tưởng cao độ. Vô đi anh Minh ơi. 1, 2, 3 vô. Tiếp tiếp mất nhịp tới bắt bèo tới hùng dòng thảo tên tề tới bắc cương thảo nè bắc cả hết một dòng tới bi. Còn cái bàn này là sau 15 phút rồi là kể như là xuống khai mạc rồi, xuống rồi luôn rồi. Nè, con có uống đâu mà con xỉn. Nè chị Ngọc, anh Mon, chị Nghi. Chứ lo chơi không em ra Tí nữa mày đút con nha. Chưa vì đây là chưa có gì đó à, cái gì không đang làm gì? Con tên gì con trai? Con tên gì? Con là Đoàn Duy Tân. Đoàn Duy? Duy Tân. Tân hả? Tân, ở mà ông Tân Tân. À, con Tân Tân. À, vậy là cùng họ với cô Thu mà cô Thu không biết. À, Đoàn Duy Tân. Trời ơi. Con lên chơi đi. Đây, Linh con của Thảo.
con nói đi. Đâu có ai trên đó đâu, rồi lại bị đóng cửa giống như năm ngoái nữa, khóc tới trà luôn. Không lên nha. Con lên con không biết được gì những cái căn phòng. Mà con khi lên đi khám phá thì con xuống. Đi để tí nữa mấy anh này lên nè, rồi rồi. Mấy anh lên ra coi mấy em gái nha. Nha con. Để ý em gái nha. Lên sân thượng nhà Bác Hạnh nha. Tham quan nhà tôi chưa? Thân ra nhà Bác Hạnh nha. Nhà cô giá. Nhà con hả? Nhà con của tôi chưa biết luôn. Dạ. Nhà Bác Kỳ đúng không? Nhà Bác Minh đúng không? Đúng không con? Nhà con có lầu không? Con mở chân nó mù anh cho nó mồ. Rồi lên sân thượng đúng không? Có Đức Mẹ Maria, mẹ quay Đức Mẹ Maria. Lên cao quá hả? Con định chịu rồi luôn á. Đây, khám phá sân thượng nhà Bắc Hạnh. Bên này đứng có toàn bộ những mảng xanh. Đây là cây chùm ruột nhà Bắc Hạnh. Cây chùm ruột nhà Bác Hạnh. Năm nào cũng thế. Lên khám phá cây chùm ruột nhà Bác Hạnh. Đây. Nè tụi con có ăn cho con chùm ruột không? Chùm ruột ngọt ngọt lắm. Đây, hái được một cái quả chùm ruột. Nè cho các con nè. Tiếp tục. Cái ổi, cái khế, khế chua, thật là chua. À, ở đây có một cái chùm mận, wow, đẹp quá. Mận. Đây. Chùm mận nè. Ớt nha bác. Cây ớt đẹp quá. Rồi. Lại tới cây khế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.